Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tin Mới. Và ngay sau đây là những thông tin mới nhất về tình hình chính trị xã hội được cập nhật liên tục trong 24 giờ qua. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã theo dõi trên Tin Mới. Thưa quý vị, bản tin lũ lụt Trung Quốc xin được tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến diễn biến mưa lũ đang diễn ra tại Trung Quốc cùng với tình hình an nguy của con đập lớn nhất thế giới, đập Tam Hiệp. Trong chương trình ngày hôm nay, Tin Mới xin chuyển đến quý vị khán giả trọng tâm về tình hình thiệt hại do bão và lũ ở Trung Quốc. Trước khi đến với những nội dung chi tiết, xin mời quý vị cùng điểm qua các nội dung chính sau đây. Vỡ đập do mưa lớn sau bão ở Đông Bắc Trung Quốc. Trung Quốc ước tính lũ lụt gây thiệt hại kinh tế trên 29 tỷ đô la. Phát hiện sửng sốt ở đập Tam Hiệp. Thưa quý vị, bão số 5 trong năm đổ bộ vào vùng biển Hoa Đông đã suy yếu, nhưng vẫn còn đó những cơn mưa lớn và xối xả đổ xuống vùng Đông Bắc Trung Quốc. Tờ China Daily dẫn thông báo từ Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, bão số 5 sẽ tiếp tục suy yếu khi di chuyển về phía Tây Bắc và ít gây ảnh hưởng hơn so với khu vực Đông Bắc. Tuy nhiên, các khu vực sẽ vẫn chứng kiến lượng mưa lớn xối xả cho đến hết thứ năm. Trung tâm này cũng cảnh báo chính quyền địa phương cần tăng cường công tác chuẩn bị để giảm thiểu thiệt hại vì hai cơn bão đã đổ bộ vào khu vực vài ngày trước đó. Thành phố Hồn Xuân thuộc Châu Tự Trị Diên Biên, tỉnh Cát Lâm đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp đối với lũ lụt và bão lên cấp 2, mức cao thứ 2 trong hệ thống ứng phó khẩn cấp của đất nước và cho di dời 1.499 cư dân. Sở Nông nghiệp và Nông thôn tỉnh Hạc Long Giang đã ban hành hướng dẫn bao gồm nhiều biện pháp cụ thể khác nhau để đảm bảo an toàn sản xuất nông nghiệp. Theo hướng dẫn, cần tổ chức các chuyên gia nông nghiệp để đánh giá một cách khoa học tác động của thiên tai và thực hiện các biện pháp khôi phục sản xuất tùy theo điều kiện của địa phương. Giám đốc Sở Thủy lợi tỉnh Cát Lâm cho biết, tỉnh cũng đang đối mặt với nguy cơ lụt lội và lũ quét ở vùng núi do đất đã bị úng nước sau mưa lớn. Một loạt ba cơn bão đã đổ bộ vào Đông Bắc Trung Quốc chỉ trong 2 tuần. Các chuyên gia khí tượng giải thích, chủ yếu là do áp cao cận nhiệt đới khiến ba cơn bão di chuyển theo hướng Bắc. Trương Vĩnh Lâm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Nông thôn tỉnh Cát Lâm cho biết, mưa lớn và gió mạnh do bão số 5 mang đến đã tấn công Cát Lâm vào khoảng thứ 5, cuốn trôi mùa màng và gây ngập lụt các cánh đồng. Khoảng 577.000 ha ruộng bị ảnh hưởng, 90% trong số đó là ruộng trồng ngô. Thưa quý vị, mặc cho nhiều biện pháp gia cố, phòng tránh, nhưng là do mưa lớn nhiều ngày liên tiếp, vùng Đông Bắc Trung Quốc đã chứng kiến con đập đầu tiên bị vỡ. Thông tin từ Tân Hoa Xã cho biết, sau nhiều ngày mưa như chút nước, những đợt mưa lũ bùng phát trên sông Mậu Đơn đã làm vỡ một con đập ở huyện Y Lan. Ngoại ô Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang, phía Đông Bắc Trung Quốc vào sáng sớm ngày thứ Sáu. Chính quyền địa phương đã tiến hành sơ tán trước nguy cơ lũ lụt. Cư dân ở hai ngôi làng gần đó đã được di dời đến nơi an toàn. Không có thương vong nào được báo cáo. Được biết, vết thủng trên đập dài khoảng 80 mét. Sông Mậu Đơn là sông nhánh lớn nhất ở trung lưu của sông Tùng Hoa. Sông này có tổng chiều dài 726 km, chảy qua hai tỉnh Cát Lâm, Hắc Long Giang của Trung Quốc. Tại huyện Y Lan của Hắc Long Giang, sông này nhập vào sông Tùng Hoa. Thưa quý vị khán giả, cải thiện kiểm soát lũ lụt và chất lượng nước sẽ là hai nhiệm vụ trọng tâm đối với các tỉnh ở đồng bằng sông Dương Tử trong từ 3 cho đến 5 năm tới. Theo dự thảo kế hoạch vừa được các nhà lãnh đạo ngành thủy lợi Trung Quốc thảo luận, theo tờ China Daily, kế hoạch hành động liên quan đến phối hợp quản lý tài nguyên nước ở lưu vực Thái Hồ đã được trình bày trước lãnh đạo các tỉnh Giang Tô, Chiết Giang và An Huy cũng như thành phố Thượng Hải trong một hội nghị chuyên đề do Cơ quan Quản lý Lưu vực Thái Hồ thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc tổ chức. Dự thảo đề xuất 50 nhiệm vụ trọng tâm sẽ hoàn thành trong 3 đến 5 năm tới, bao gồm một số dự án kỹ thuật cấp nước nhằm giải quyết các điểm yếu trong kiểm soát lũ đã bộc lộ trong mùa mưa kéo dài đến 42 ngày của năm nay. Lượng mưa lớn đã khiến mực nước ở Thái Hồ đạt 4,79 m, cao thứ 3 kể từ năm 1954, dẫn đến lũ lụt lớn ở các nhánh của nó. Theo dự thảo, Cơ quan Quản lý Lưu vực Thái Hồ sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng đập xung quanh hồ để tăng cường khả năng hấp thụ lũ, đồng thời đẩy nhanh tiến độ nạo vét và mở rộng sông Tô Châu, sông Thái Phố và sông Vọng Mu để tăng khả năng chịu lũ. Ngoài một số dự án mở rộng đập và liên kết sông, dự thảo đề xuất nâng cao năng lực kiểm soát lũ của các sông độc lập trên lưu vực thông qua kỹ thuật thủy lợi toàn diện.
chính quyền cũng đang có kế hoạch tăng cường phối hợp giữa các tỉnh khác nhau trong việc giám sát chất lượng nước của các con sông chảy và ra khỏi Thái Hồ để đối phó với các vấn đề lớn như tảo xanh lam ngày càng nở rộ. Thưa quý vị, tại một cuộc họp báo vào tuần trước, một quan chức Trung Quốc cho biết Trung Quốc đã phải trả một khoản chi phí nặng nề lên tới ít nhất là 29 tỷ đô la sau khi nước này đối mặt với trận lũ tồi tệ nhất kể từ năm 1998. Theo tin tức từ Thời báo Hoàn Cầu, lũ lụt đã ảnh hưởng đến gần 70 triệu công dân Trung Quốc trên 28 tỉnh thành. Ông Li Kugang, một quan chức của Bộ Quản lý Khẩn cấp cho biết. Ông cho biết tất cả khoảng 751 con sông ở Trung Quốc đã vượt qua mức cảnh báo và lũ đã xảy ra trên một số con sông lớn bao gồm sông Trường Giang, sông Hoàng Hà và Thái Hồ. Ông Li cho biết đây là lần đầu tiên ba lưu vực sông lớn trải qua một trận lũ lớn hơn mức trung bình trong khu vực kể từ năm 1998. Sông Trường Giang đã chứng kiến trận lũ lụt lớn nhất kể từ năm 1981 do những trận mưa không ngớt với những trận lũ lụt buộc chính quyền phải sơ tán hơn 100.000 cư dân trong khu vực. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2003, Trung Quốc buộc phải mở đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất thế giới do nước lũ hoành hành. Con đập này trong mùa lũ lụt năm 2023 đã phải gánh đến 5 đợt lũ lớn. Đỉnh điểm là vào giữa mùa lũ năm nay, lực lượng dòng chảy vào hồ chứa Tam Hiệp lên đến 75.000 mét khối trên giây. Đập Tam Hiệp đã phải mở 11 cửa xả lũ với lưu lượng xả 49.400 mét khối trên giây. Trong đợt lũ số 5 trên sông Dương Tử, mức nước trong hồ chứa của con đập đạt 167,65 mét, cách 10 mét so với giới hạn thiết kế 175 mét. Đây cũng là mực nước cao nhất đo được trong hồ chứa của đập Tam Hiệp kể từ khi xây dựng. Thứ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp Diệp Kiến Xuân thừa nhận hậu quả lũ lụt năm nay là tồi tệ nhất kể từ năm 1998. Ở một loạt các khu vực của Trung Quốc, ảnh hưởng đến ít nhất 70,4 triệu người từ 28 tỉnh và thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 214,3 tỷ nhân dân tệ, tức là khoảng 29 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, số người thiệt mạng và mất tích trong năm nay có xu hướng giảm. Ông Diệp cho biết có tổng cộng 271 người không qua khỏi hoặc mất tích do thiên tai, thấp hơn 49,8% so với mức trung bình của cùng kỳ 5 năm qua. Ông cũng lưu ý rằng gần 4,7 triệu người đã được di rời đến những nơi an toàn hơn trong mùa lũ, con số cao nhất trong những năm gần đây. Chính phủ Trung ương cũng đã phân bổ 2.575 tỷ nhân dân tệ trong quỹ cứu trợ, 195.000 phần vật liệu cứu trợ và 134.000 nhân dân tệ vật liệu kiểm soát lũ lụt. Thưa quý vị, tại khu vực đập Tam Hiệp, thượng nguồn sông Dương Tử, tỉnh Hồ Bắc, giới khảo cổ Trung Quốc vừa phát hiện một dấu tích hóa thạch quan trọng. Tân Hoa Xã đưa tin, các nhà khảo cổ học đã xác định được 4 loài sinh vật từ hóa thạch bằng đá từng sống dưới đáy đại dương cách đây 550 triệu năm. Từ quần thể sinh vật Sibata ở khu vực đập Tam Hiệp, các hóa thạch có hình dạng chiếc lá thực sự là động vật thời kỳ đầu. 4 loại cổ sinh hiện đã tuyệt chủng, có chiều dài cơ thể khoảng 10 cm. Những chiếc lá cổ sinh này có những mút tròn ở đáy bám vào đáy biển, trong khi thân và lá đứng thẳng trên biển. Chúng thường lắc lư theo làn nước dưới biển. Các nhà nghiên cứu suy đoán rằng chúng kiếm ăn bằng cách hấp thụ các hạt nhỏ chất hữu cơ từ nước biển khi chúng lắc lư. Theo Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, các sinh vật kỷ Adiacara là sinh vật nhân chuẩn thân mềm vĩ mô, phát triển thịnh vượng vào cuối thế kỷ Adiacara. Chúng tạo thành quần thể sinh vật hóa thạch vĩ mô độc nhất và trước sự bùng nổ kỳ Cambrian. Đây cũng là một bước ngoặt trong sự tiến hóa của các sinh vật vĩ mô ban đầu. Bùng nổ kỳ Cambrian là sự xuất hiện một cách tương đối nhanh chóng. Hầu hết các giới động vật chính được ghi nhận lại từ các hóa thạch vào khoảng 542 triệu năm trước trong kỳ Cambrian. Sự kiện này đi cùng với các sự đa dạng chính của các sinh vật khác. Khoảng 550 triệu năm trước, những chiếc lá dưới đáy biển này là một nhóm sinh vật đặc biệt lớn và phổ biến, nhưng cho đến ngày nay, người ta biết rất ít về các đặc tính sinh học của chúng. Chúng có trước cái được gọi là sự bùng nổ kỳ Cambrian, làm sáng tỏ bí ẩn về những chiếc lá cổ đại dưới đáy biển này, có thể cung cấp manh mối quan trọng về sự tiến hóa của sự sống sơ khai. Kính thưa quý vị và các bạn, truyền thông Trung Quốc đưa tin 8 đội cứu hộ và hơn 330 nhân viên khẩn cấp đã được điều động tới hiện trường cùng hơn 100 trang thiết bị cứu hộ. Tân Hoa Xã đưa tin ít nhất 2 người thiệt mạng, 6 người bị thương và 53 người có mất tích trong vụ sập mỏ khai thác than xảy ra ngày hôm qua ở thị trấn Minh A Lạp, huyện A Sa, phía bắc khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc.
Theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV, vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày hôm qua tại khu mỏ Lộ Thiên do công ty Than Xinjing quản lý. Một vùng diện tích rộng rãi đã bị sập, vùi lấp nhiều công nhân và phương tiện. Truyền thông Trung Quốc đưa tin 8 đội cứu hộ và hơn 330 nhân viên khẩn cấp đã được điều động tới hiện trường cùng hơn 100 trang thiết bị cứu hộ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo nỗ lực tối đa để tìm kiếm những người mất tích, điều trị cho những người bị thương, đồng thời đảm bảo an toàn cho mạng sống và tài sản của người dân, duy trì ổn định xã hội. Các vụ tai nạn hầm mỏ từng xảy ra tại Trung Quốc. Gần đây nhất, vào tháng 12 năm 2022, vụ sập mỏ vàng dưới lòng đất tại Tân Cương ở miền Tây Bắc nước này đã xảy ra khi có khoảng 40 công nhân đang làm việc. Năm 2021, 20 thợ mỏ đã được cứu sau khi một mỏ than ở tỉnh Sơn Tây bị ngập nước trong khi hai người khác thiệt mạng. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc của Tin Mới ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất, cũng như là các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông trong khu vực, thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký trên Tin Mới. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.